Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ gửi tới quý vị, các bạn một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp, Sự Tích Hoa Hồng Vàng. Ngày xưa thần Zeus, chúa tể của thần linh, trong một chuyến du hành xuống trần gian, đã đem lòng yêu một thiếu nữ trần gian, hạ sinh được một cô con gái. Thần Zeus đặt tên cho con mình là Elisa. Thần rất lấy làm vui mừng, bảo rằng bởi vì con là con của thủ lĩnh tối cao trên đỉnh Olympia, nên con sẽ được thụ hưởng tất cả tinh hoa của trời đất. Không một kẻ phàm tục nào có thể sánh được với con. Ta ban cho con quyền lực của sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh, hết thảy mọi người phải cúi đầu trước gót chân con. Elisa theo năm tháng lớn lên, và những lời cầu chúc của cha nàng mau chóng trở thành hiện thực. Một buổi sáng, đích thân thần mặt trời gom tụ những tia sáng đẹp nhất, lóng lánh nhất, hun đúc thành vô số viên ngọc điểm xuyết lên xiêm y của Elisa. Buổi trưa, các nàng mây kết thành chiếc võng êm ái cho nàng ngả lưng giữa vườn mộng. Và buổi tối, thần đêm tự tay gom sao trên trời cho Elisa ném xuống hồ làm thú tiêu khiển. Nàng được nuông chiều rất mực bởi hết thảy đều kinh sợ quyền lực của cha nàng. Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros, vị thần của tình yêu, ghé thăm Elisa để tặng nàng những viên ngọc kết tinh từ tình yêu do chàng làm ra. Elisa tha thiết nài nỉ Eros dạy nàng bắn cung. Vì không thể khước từ, chàng đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Chẳng may nàng trượt tay và một mũi tên bay đến, cắm thẳng vào tim của Eros. Trong một phút, Eros như bị hóa đá. Chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa. Dường như Elisa đã là một phần không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại của mình. Và chàng biết mình đã phải lòng nàng mất rồi. Kể từ hôm đó thì Eros mang bệnh tương tư. Chàng chẳng còn thiết đến những yến tiệc hay dạ hội, cũng chẳng chú tâm đến nhiệm vụ được giao. Suốt ngày chỉ mê mẩn vén mây ngắm nhìn Elisa cho thỏa nỗi nhớ nhung. Chiếc cung bị vứt lăn lóc, những mũi tên bị rỉ sét, tình yêu không còn đến với con người. Chuyện tới tai của thần Zeus, ngài lấy làm thương hại cho Eros và quyết định kết hợp hai người với nhau. Đám cưới diễn ra linh đình suốt 30 ngày đêm. Những món cao lương mỹ vị được dọn khắp nơi, những suối rượu tuôn chảy không ngừng. Người ca hát, người nhảy múa cùng chúc mừng một đôi trai tài gái sắc. Khi cưới được Elisa, Eros thấy mình như là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Vì vậy, chàng nuông chiều Elisa rất mực, nhất nhất đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây một lâu đài nguy nga, diễm lệ bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý cho Elisa cư ngụ. Chàng dặn dò, Elisa xinh đẹp của ta ơi, ta yêu nàng hơn cả bản thân mình, và giá nào ta cũng không để mất nàng. Hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài và chớ đi xa. Ta không muốn người nào khác ngoài ta được thưởng thức sắc đẹp của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là duy nhất, mãnh liệt hơn thác và đậm đà hơn mật ong. Nàng chớ khiến ta buồn lòng. Elisa vì tình yêu với Eros đã ngoan ngoãn nghe lời chàng dặn dò. Họ đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Và rồi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc không được bao lâu thì Eros lại phải ra đi làm nhiệm vụ của thần tình ái. Chàng đi quanh năm suốt tháng để kết nối những tâm hồn nam nữ yêu nhau, bỏ lại Elisa ở nhà một mình trong cung điện lạnh giá. Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần ganh ghét xuất hiện. Một ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc hòa bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, một ta đã lồng lộn vì ghen tức. Eros phải là của mụ, chứ không phải của Elisa. Với ý nghĩ đen tối đó, mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros.
Chờ đến khi chàng mệt mỏi, thiếp ngủ, mụ lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó một hơi quên lãng. Khi Eros tỉnh dậy, chàng không còn nhớ đến người vợ xinh đẹp, đáng yêu của mình. Chàng lại mải miết ra đi và không ghé về thăm người vợ trẻ nữa. Về phần Elisa, nàng chờ đợi mỏi mòn nhưng chẳng thấy chồng đâu. Mỗi ngày qua đi, nàng càng thêm phiền não và lâm bệnh nặng. Không có ai ở bên cạnh nàng ngoài mặt trời, mặt trăng và các vị tinh tú. Elisa đã nhờ gió đem lời nhắn gửi đầy nhớ nhung đến Eros, nhưng gió trở về và báo cho nàng một tin buồn rằng Eros đã không còn yêu nàng nữa. Chàng đang vui vẻ tranh tài cùng thần ganh ghét và chẳng còn nhớ Elisa là ai. Điều này khiến cho Elisa tội nghiệp hoàn toàn gục ngã. Nàng khóc đến kiệt sức rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, Elisa van xin thần mặt trời. Thần mặt trời, hãy thiêu đốt ta bằng sức nóng của người. Ta thà chết đi như thế còn hơn đau đớn vì sự phản bội của chồng ta. Không có chàng, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Mặt trời không nỡ nhìn Elisa đau khổ nên đã kéo mây đen che kín mặt, khiến đất trời u ám, tăm tối. Bệnh của Elisa mỗi ngày một trở nên trầm trọng, và rồi nàng qua đời. Giây phút ấy, chim muông ngừng ca hát, hoa héo rũ và chẳng còn tỏa hương thơm. Thần Zeus đau đớn cùng cực. Người tự trách mình rằng, Elisa con ơi, ta đã cầu chúc cho con sắc đẹp và sự thông minh, nhưng ta lại không ban cho con sự can trường để vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta, chính ta đã hại con rồi. Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế, ngài đã phán, ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng. Vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con, và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi, thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng, mà là màu vàng mãnh liệt, cháy bỏng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi thấy hoa hồng vàng là day dứt, hối hận, và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn. Và rồi trên mặt đất đã xuất hiện một loại hoa hồng vàng, màu của sự phản bội. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.